Ảnh sốt em ơi. Ảnh sốt. Bây giờ có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa. Phải cứu luôn á. Để làm cho chính ngồi luôn rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À, được. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Đây, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy, 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng hả? Dạ. Cái này quan trọng lắm ha. Dạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông. Với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ. Với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? Dạ chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay đây cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra anh có gia đình. Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh giấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha, lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình bạn muốn hẹn hò. Dạ đúng nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em á là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ. Khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại á chị. Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi vậy bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi á chị. Vậy hả? Dạ ai cũng nói em là mình mê trai đẹp quá vậy, mà đúng trai đẹp là phải mê chị. Đúng trai đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là hả, em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc. Nội trợ hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, rồi vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và ki bo. Hey, có ki bo không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi, không có ki bo ha. Dạ. Ui, chào em gái. Trời dễ thương.
Em ghét người ông kêu o lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình có gì đâu. Dạ không, kêu bo bên ngoài thì được anh, đừng kêu bo với em. Đúng rồi, kêu bo với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Nhưng mà lúc người yêu cũng đừng kêu bo anh. Ừ, đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai. Nha, vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm, nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm, mình ở chung nhiều khi ba mẹ ăn phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Dạ. Được, có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc cỡ 1 năm chị. Có làm dâu không em? Dạ có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà chị. Chắc khoảng chừng 1 tuần em xuống 1 lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương, đẹp trai đẹp gái như nhau. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai, hơi xa. Bây giờ vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe cằn nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ, rồi con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên... chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quyền Linh, chị Quyền Linh, chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim thấy không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. Nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội, thì Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là ta mở màn lên. Chút chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ thì dạ. Tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt rung lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã, hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi.
Em hát sao thấy anh cũng cũng sốt. Vẫn sốt em ơi. Vẫn sốt. Dạ. Bây giờ em có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa, phải cấp cứu luôn á. Để làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À, được. Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em. Thì công việc của anh á là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh. Nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi con gái mà, nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi bữa tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được, anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Giờ đó anh rảnh rồi. Giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em điện anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên câu bạn mà tiến cho tới. Anh cơ hội thì nó dễ tới. Quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững gì trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi thôi huyết áp cao rồi, về chỗ đi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không, cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác. Chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ, thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô gái yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn. Rồi, cảm ơn. Giơ tay ra định làm. Đúng, em muốn pha, kỹ thuật hình vàng rồi, đang bạn kỹ quá. Bạn vỡ hả? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nam.
Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin giới thiệu, em tên là Lê Huy, chàng trai Huế Chính Tông. Em 32 tuổi, em đang làm một kỹ sư xây dựng. Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy? Phú Nhuận này. Ở Phú Nhuận. Rồi. Người Huế. Kỹ sư xây dựng ha. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em sinh ra và lớn lên là ở Sài Gòn. Quê gốc của ba em là người Quảng Trị. Cũng có dính miền Trung rồi vô ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon, hát hay. Làm khúc thì hay nha, làm khúc cho không khí nó sôi lên, tặng bạn trai. Mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tao tần nuôi lớn con nên người. Em thuộc tới đó thôi. Trời ơi, tôi đang còn phiêu theo nhạc, tôi chưa kịp. Em có tài là làm bấm. Rồi thấy rồi ha. Nhiều còn tài quá. Còn điểm của em là ngủ nhiều. Em có một cái tật là ngủ hơi nghiến răng. Ngủ hơi nghiến răng. Bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không? Em thì chịu được. Vì em là dân xây dựng mà. Ngủ ở công trường miết, ngã cọc cọc, đánh đập riết, quen ra. Không có sao hết. Không sao hết. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á, thì em làm việc, tính cách của em rất là nhiệt tình, hào phóng và cực kỳ vui vẻ. Nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp của khuôn mặt nó hơi là khó tính, trái ngược với hoàn toàn với cái nội tâm của người mình. Bên ngoài vậy thôi, bên trong không phải vậy ha. Đúng có rồi. Tật xấu gì không? Em tật xấu có cả là em uống bia nhiều. Ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon, thì em là cực kỳ lười nấu ăn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Em dành cho nhiều thời gian cho công việc này. Em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng. Quên hẳn đi, mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi. Là lỗi của mình đúng không? Mình thiếu quan tâm đến bạn gái. Sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn ế là lý do tại sao? Thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy, hầu như em bỏ qua luôn. Không có quen cô nào cả. Thôi bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không? Hay là vẫn tiếp tục công việc là hàng đầu nữa? Mình đã lớn rồi, đến lúc mình phải lập gia đình thôi. Rút cái kinh nghiệm lần trước ha em, lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha mình. Đúng rồi, chị nói rất là đúng. Rồi. Điều đó phải. Em gái thì trải qua mấy mối tình em? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm. Mối tình thứ 2 thì gần 1 năm. Rồi. Rồi lý do tại sao chia tay? Do khoảng cách, anh đó cũng làm kỹ sư. Dạ. Trùng hợp vậy. Rồi sao nữa? Dạ, anh đi công tác nhiều với lại do là anh quen biết rộng. Mà mấy người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em? Không có đâu chị ơi, bậy ơi, ai cho em là anh trung tình lắm. Đang hỏi bên đây thôi mà. Không thì em cũng đâu. Nói vậy cho em là kỹ sư mà em phải bạo biện của em chứ. Rồi, cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn, dạ, chưa hiểu nhau. Tình yêu chưa đủ lớn đó là tụi em không tiến tới được hôn nhân. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh? Không, anh càng muốn nữa. Hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm. Em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định, biết yêu thương gia đình. Em thì lùn nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, khoảng từ 1m7 trở lên. 1m68 được không em? Vậy anh mang giày cao 2 phân là đủ gì? Dư mà. Mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao? Em chỉ muốn một người phụ nữ nó mang cái phong cách hết truyền thống một chút xíu. Chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá, tóc tai nhuộm này nào là em không thích. Thứ nhất là cá hình xăm lớn em không thích rồi. Mắc gì không thích, người ta xăm mình, người ta đâu phải xin mời xăm đẹp trai gì. Em quá đẹp trai luôn á. Gì vậy, giơ tay ra định làm. Không, em muốn khoa cái thân hình vạm vỡ của em 70kg quá. Ồ, vạm vỡ hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà mắc mớ gì người ta xăm mà không chịu, đẹp mà. Không, nhưng mà bản thân em hiểu, nhưng mà đó là cái sở thích của em cảm giác như nhưng em. Mà em là người miền Trung là thường hay gia trưởng lắm. Em thấy chính mình gia trưởng. Em nói có, thật sự là bản thân em có. Muốn làm một cái gì đó thì em có bàn với vợ em không hay là em tự quyết định hết? Chắc chắn phải bàn rồi. Bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em. Không, chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng. Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu? Lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn. Chàng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút, nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình.
Thấy em gái im lặng bên kia nghe vụ gia trưởng đó. Im lặng. Cũng nghe, cổ im lặng. Xin ông Quyền Linh. Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện gia trưởng đúng không? Dạ. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất? Em không thích tật xấu là thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là ăn nhậu á, không có biết điểm dừng. Nhậu, ham nhậu nè, ham uống bia nè. 10 chai dừng là phải dừng. 10 chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi. Ừ, không phải là ngày nào cũng được. Ví dụ như 2 tuần không uống được không? Cũng được chứ bố. 3 tuần không được không? Được luôn. Tức là coi như là lúc nào vui mới uống thôi nha. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Tính chất công việc. Lúc nào không uống cái ghiền. Đúng rồi. Cái ghiền đó là ra cái lầy. Dạ đúng rồi. Đó, rất rõ ràng. Em muốn hỏi anh trai bên kia rồi, thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ? Hình xăm có lớn không? Ở vị trí nào? Ủa, thí dụ như có thì sao? Đâu phải ta xăm ngay trán đâu mà sợ. Nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây, cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng, ở đâu đó trên tay chẳng hạn. Em xăm ở đâu vậy ạ? Cổ tay. Ồ, rất là nhẹ nhàng. Hơi có gì đâu mà. Ngay cổ tay. Không phải là xăm ở đằng trước con cọp, đằng sau con thỏ đâu mà con. Nha. Rồi. Đó là cái, nói chung là anh chưa thấy em thôi. Còn anh nghĩ anh thấy em đó, thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á. Wow. Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ, rồi cho chị gặp mẹ em nha. À, chào cô. Chào cô ạ. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh và dạ, tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu thì có cái tật là khó tánh lắm. Về nhà kỹ càng, nấu ăn thì ngon, nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ không phải miền Huế. Cô thấy chàng rể tương lai này thế nào? Thì cháu thì người Huế thì chắc hợp với bà nó đó. Dạ. Cháu có hút thuốc không cháu? Không, cháu xưa nay nhậu thì có, cháu hút thuốc thì không. Rồi. Cả nhà không có ai hút thuốc hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy cháu thì cũng được đó. Hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên. Thì nó quen lúc bé rồi nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không mà. Dạ. Mà không có hợp. Giờ là cháu nghe nó xây dựng cô cũng hết hồn luôn. Thì lên đây thì hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được thì cô cũng mừng. Dạ, cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp bà ngoại ở từ Đà Nẵng vào đây. À. Và một người cô. Rồi, chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè, 9 đồng nghiệp nữa. Dạ, chào bà ngoại, chào cô. Xin chào chương trình. Theo tôi nhận xét á, cháu bên nữ rất là dễ thương, dịu dàng mà xinh. Huy ạ. Cô thấy là được lắm rồi đấy. Thì dạ, cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa. Dạ. Nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng. Chúc cô, hai cháu thành công. Cô chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm trên tay cô thấy sao cô? Dạ không có chi hết cô. Thấy, chị thấy chưa? Dạ, thấy bình được. Thường thôi mà. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta kéo rào ra cho kéo hai bên nha. Gặp mặt nha. Mở rào. Hôm nay em có tặng em là cái bánh gửi anh. Rồi, cảm ơn. Đầu tiên em muốn khoe một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay. Em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông. Mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là anh mua gấu bông tặng cho con gái hả? Không, tôi tặng cho người yêu. Vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi. Không có tên, chắc chắn anh phải có con rồi. Vậy mà giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bông này, tôi tặng cho một người bạn gái, chương trình bà mối hẹn hò. Vậy lúc đó mấy cô mới tin. Và trước khi đi mấy cô cũng chúc cho anh có một cuộc hẹn hò thành công và tốt đẹp. Anh cũng muốn mang lời để đến cho con nghe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen, là xấu, là thô kệch gì không? Nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai. Đẹp trai, đúng rồi hôm nay chi cắt tướng của anh đúng, anh khoe anh đẹp trai. Dạ. Ai nói anh xấu trai là anh không thích. Tôi không có khoe đẹp trai à nha. Tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên vậy nè. Em khoe khỏe. Em đi giảng em thì đột đổ 1m68, 70kg. Vạm vợ. Trời ơi. Nhưng mà kiểu vạm vợ của người ta là vạm vợ Nhật. Còn em là không tập, em có vạm vợ bụng. Hỏi thiệt em, trước cái đêm có làm lon nào chưa? Dạ chưa, em không có làm được. Bây giờ anh tưởng đâu làm 5 lon rồi chứ. Rồi, bây giờ vô chuyện tình yêu, bây giờ hẹn hò sao nè? Anh á, thì khá là bận rộn. Nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giá cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh. Khắc phục cái đó không phải là khó. Với lại anh là một người Huế, nó có một chút gia trường.
Nhưng mà sự ra trường đó nó không mang lại cái gì đó, nó thắt chặt hay là khó chịu quá. Nó ảnh hưởng bởi từ tính chất công việc. Kỳ dụ của anh nữa là anh rất thích đúng giờ. Nguyên tắc, rất là nguyên tắc. Anh làm kỹ sư xây dựng cầu đường hay là... Không, anh xây dựng dân dòng nhà cửa đấy. Dạ. Nhà cửa ít đi hơn cầu đường. Cầu đường mới đi nhiều hơn. Thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ? Nhìn em rất là dễ thương. Có một chút gì đó gọi là cổ điển. Thì theo cách anh nghĩ thôi. Bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần? Em bận quá, chị lo cho bạn gái lắm. Em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè. Ban ngày thì có thể nó không có tham gia, nhưng bữa tối anh có thể sắp xếp được mọi thứ. Nè, đó, cho bạn trai coi hình xăm vậy được sao, có vấn đề gì không? Không, nếu vậy thì nó không có sao, nó hạnh phúc. Có gì đâu, thấy không? Dạ đúng rồi, rất dễ thương, không sao hết ạ. Anh thì thiên về gia đình khá nhiều. Và nhiều người nhận xét anh thế này nè. Bạn thân cũng có, và người lớn tuổi cũng có. Họ nhìn nhận anh, họ nói một câu là Huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng, nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời. Anh đang ở Sài Gòn, anh đang ở Ngã Tư Ga. Ngã Tư Ga thì cũng ở gần nhà em. Để em ở đâu? Em ở gần cái sáu Hoa Cà, ngay chỗ Thủ Đức. Gần ảnh quá luôn. Mình đi ngoan có mình tạc, mình gã vô cái sáu Hoa Cà nhiều luôn. Trời ơi. Làm thông luôn. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này. Rồi chúng ta quyết em định. Em xin phép nói trước ha. Em cứ nói đi, anh sẽ nghe. Em thấy anh là người vui vẻ. Ừ. Hoạt bát, nói nhiều. Gia trưởng thì em chưa thấy. Đúng rồi, hiện tại thì cũng xuất hiện gia trưởng ở đây đâu. Còn bên ngoài thì ok. Ừ. Dạ. Vậy là nó nằm trong phạm vi chuẩn của em đúng không? Dạ. Còn với anh nhận xét á, nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu, cổ điển. Ừ, đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm. Nhưng mà đây là trước mắt, còn anh chưa dám nói gì sâu hơn, nhiều hơn. Thôi, hết thời gian. Như vậy là ổn rồi. Bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa? Có rung động, chúng ta mới bấm. Không rung động, chúng ta không bấm. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm là để yêu thương, bấm để chia sẻ, bấm đi đến xa hơn. Bấm để hai mảnh ghép ghép lại với nhau. Chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên. 1 2 3 Hết thời gian. Đấy. Duyên phận là chỗ này, cả hai cùng bấm. Một chàng trai cũng rất vui vẻ, một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu, đúng luôn đó. Này, em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký bạn muốn hẹn hò. Cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu được thoát được ế, cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và dạ, chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. Em làm công việc gì? Dạ, em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ, quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ, mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm ạ. Em học dược trung hay là? Dạ, dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc, mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn, học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân đi kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y,
nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. Xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. Người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tính tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tính em. Tính tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có luôn. Mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Em công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Chào chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. Lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. Đó. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên anh luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không có đô lắm à. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết, cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. Dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh dính được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực ngực bự chị không, em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đụng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. Ta đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. Giờ ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại tí ạ. Bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. Mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp. Dạ, luôn cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào?
10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu mà. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn, với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. có nhiều những cái công tác trong công việc cần nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ làm dạ. Xét nghiệm mà lẽ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè. Đứng lên đi kiểm tra coi. Dạ. Được chị. Con ngực bự không? Dạ. Rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Tự thì tự bạn nói bên kia bạn có kêu là có huấn luyện đào tạo đó vậy, em cũng đăng ký đi học rồi. Rồi được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Lên. Linh. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ. Yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. Cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè. Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia với nhau sao đúng không? Dạ tiến tới trước đi cô. Nó... Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, để gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió, thì có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được.
Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp quá, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi. Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ứng ứng ngực ra nha, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ thôi. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình, còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thuốc tây khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa, trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm em đi làm 2 năm tại em dạ, nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thuốc tây thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. À. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Ừ, thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời vừa. Ơi à, không tới đâu. Anh thấy không tới em đâu. Nghĩ là hơn á anh. Ờ anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Ừ. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu quá. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới, là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Em làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp dạ, lại. Dạ anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? À không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. À, tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi, thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà.
À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi thôi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cô gái đưa cái má nhẹ quá, trời ơi, nhẹ nhàng thế đó. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là chiếc vé xem phim ở cùng đạp Cinebox 212 chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Và đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Có thích một người nào đó thì có. Luôn. Được không? Dạ thật ạ. Anh nghe anh cười nè. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Là em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay. Em chị gái Quốc Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ, em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện, lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi ạ. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế cho một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. À, những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Thiệt không? Dạ thật ạ. Anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1 năm, 2 năm gì đó. 1, 2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái bên kia chưa có mối tình nào, mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn đi làm nghề giống là bên giống người giống đàn ông là kỹ sư. Cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn, bao nhiêu mối tình rồi? Chị em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng rồi, 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đang thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn, thành ra em thích người phụ nữ như thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nhưng mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về
những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng, vui tính, nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình, nên là có thể sống hơn nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chỉ đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhóm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu ngoài dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em là cái ngoại hình à. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với gọi là khác giới. Ừ, mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À? Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương mà. Chị thấy sao chị? Cũng được, đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi, có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định, vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá, thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em hình thì có... không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trẻ hơn thì 1 năm, rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn ạ. À. Lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn lớn chứ cũng thấy, cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không dạ. Có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện mà các bác. À, các bác không hả? Dạ. Rồi. Số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp. Ha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ, chào anh. Ngắm món quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc. Không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá, hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi, gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào? Một người đối diện của mình. Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung kìa. Rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ, em rung dữ lắm ạ. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đừng có hay nói mình nha. Hả? Có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn vào chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Nói một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không thể suy nghĩ ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Khó quá, bỏ qua đi. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi, em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc sách tình yêu cho nó nhiều trơn, nhiều vô. Đọc ngôn tình à. Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về
phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha, chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá, cái máy mình làm bảo trì cho thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bật bật liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt gì chưa? Chắc đang tê tê quá. Có một ít à? Có một ít à ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Rất là dễ thương. À, nhưng mà vấn đề chỗ hơi khô khan chút xíu thôi, hơi mắc cỡ chút xíu. Nếu như thêm một chút vị ngọt của tình yêu thì anh nghĩ rằng cái mối tình này nó sẽ bền chặt hơn.